Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay hãy cùng đi với mình hái táo Việt Nam trên đất Florida nhé. Thường còn được gọi là táo ta. Loại táo này được rất nhiều người ưa thích vì nó có vị giòn, ngon và ngọt. Ngoài ra nó còn là một vị thuốc rất đặc biệt, có nhiều vitamin C, vitamin A. Lượng vitamin C có trong táo cao hơn gấp 7 đến 10 lần lượng vitamin C có trong cam hoặc quýt. Vì thế, táo có tác dụng tuyệt vời trong hiệu quả tăng cường sức đề kháng, chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe và làn da. Ngoài ra, táo còn chứa nhiều calcium, tốt cho xương. Nó còn được dùng trong thuốc bắc để chữa chứng giảm trí nhớ và còn giúp cho những ai thiếu ngủ hay mất giấc ngủ, nếu ăn nhiều táo sẽ được ngủ ngon. Táo thường ra hoa vào những tháng mùa hè và hoa rất thơm. Thu hoạch trái là vào tháng 1 cho đến tháng 2 vào những dịp Tết. Chúng rất thích hợp để trồng ở những vùng nắng ấm như là Florida và Việt Nam. Những người bị thiếu máu hay giảm mức hemoglobin nên ăn táo ta. Ngoài ra, loại quả này còn được dùng để điều trị bệnh gao và viêm khớp mãn tính, ngăn ngừa sự hình thành của uric acid. Khi thu hoạch, mình phải lựa những trái thật vàng hay những trái rám nắng, vì như vậy chúng sẽ ngọt hơn. Những trái được ánh mặt trời chiếu vào nhiều sẽ tạo ra một làn da sần sùi. Chúng thường rất ngọt vì là những trái có lượng đường tích tụ rất lớn. Cây táo này mình trồng được khoảng 5 năm, nhưng vào năm thứ nhất khi nó còn bé, nó cũng đã bắt đầu ra hoa kết trái. Thì cành ít thì là ít trái, nhưng mà khi cành càng nhiều thì trái càng nhiều. Mỗi khi thu hoạch trái xong thì mình cũng nên tỉa cành để nó đâm ra những cái cành mới. Cây táo này mình trồng cạnh cây bơ nên là cành của nó chĩa sang cây bơ. Có một điều cũng rất hay là mình có một cái dạng mướp. Nhưng mà mướp á, các bạn thấy lá héo không? Thì bây giờ trời lạnh lá héo rồi đó. Có mấy lần là mướp nó leo lên xong nó thòng trái xuống, mình ra mình coi táo mà cuối cùng lại là ra hai mướp. Táo nó nặng quá, nó nằm cả xuống đất thế này. Đây. Nó nào phải chống nó nè. Nếu mà không chống là nó nặng lắm. Phải chống như vậy, chống mà còn không xuể nữa, nặng quá, nặng như vậy sao mà chịu nổi đây, gãy luôn cái ống nước của tôi rồi. Trời ơi, đây trái táo thường chắc thịt nên rất là nặng. Khoảng chừng 20 trái thôi là có thể nặng 5 pound hơn á, 2 ký mấy á. Ở đây mình có khoảng 25 trái, cân nặng là 2 ký 4, có nghĩa là 5.5 pound. Như vậy cũng khá là nặng ha. Trồng cây trái đối với mình cũng là một thú vui và còn có trái để ăn nữa. Nếu các bạn đang sống ở Việt Nam hoặc Florida thì cũng nên trồng cho mình một cây táo như vậy.